Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Đại lý Phụ Kiện. Đây là chiếc sạc laptop Lenovo đời mới nhất hiện nay của Đại lý Phụ Kiện phân phối. Hàng chính hãng bảo hành 1 năm với thông số điện áp đầu ra là 12V 1.5A. Điện áp đầu vào từ 100 đến 240V. Có thể chịu được biên độ dao động khá là cao. Từ 100 đến 240V các bạn hoàn toàn yên tâm. Hàng chính hãng cam kết bảo hành 1 năm, 1 đổi 1. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, các bạn truy cập vào link website miêu tả bên dưới. Hoặc gọi tôi số hotline 0944 730 444, số kèm Zalo, Facebook. Đại lý phụ kiện hiện là đại lý phân phối các dòng sản phẩm adapter nguồn chính hãng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.